Chào buổi sáng, hiện tại ngay bây giờ chúng ta có biết thêm nhiều chi tiết. Khi nào chúng ta sẽ có được cái chích thuốc ngừa cho trẻ em? Cho những đứa nhỏ từ 5 cho tới 11 tuổi. Và hiện tại ngay bây giờ cái thời gian đó nó đã đi lên một ngày sớm một chút xíu theo hồi trước chúng ta được biết. FDA cũng vẫn còn phải đưa ra chấp nhận là cho thuốc ngừa này mới được. Có nghĩa là trong tuần này có lẽ sẽ xong được cái chuyện đó. Sau khi đó thì tới CDC, họ sẽ họp vào bữa thứ ba tuần kế tiếp đây. Và họ sẽ bầu coi có cho thuốc ngừa này ra hay không như thế nào. Sau khi đó thì người sếp của CDC quyết định về chuyện này. Và chúng ta sẽ thấy rất là nhanh, có lẽ là tuần sau vào bữa thứ tư, người đầu tiên sẽ được chích thuốc ngừa. Thuốc ngừa của trẻ em, đây là chích 1/3 thuốc ngừa của người lớn. Và đây là họ có những cái kim nhỏ cho trẻ em để chích thuốc ngừa. Rồi những cái hộp mà đựng thuốc ngừa cho trẻ em có là màu cam. Và khi mà FDA đã đồng ý đưa ra thuốc ngừa này rồi, thì có khoảng chừng 15 million thuốc ngừa này sẽ gửi đi vòng ở trên Hoa Kỳ. Và 5 million thuốc ngừa sẽ gửi tới những nhà thuốc Tây. Có 10 million thuốc ngừa sẽ gửi cho tới cái nhà thương, những cái chỗ cộng đồng. Và tới những cái chỗ văn phòng bác sĩ nữa. Và sửa soạn sẵn sàng để mà đưa tới cho mọi người. Cho dù có đầy đủ thuốc ngừa ngay bây giờ, nhưng mà nếu mà CDC chưa có đồng ý cho chích thì họ chưa có đưa ra, phải cần đợi CDC đồng ý rồi lúc đó mới đưa ra thuốc ngừa này. Và nói về cái chuyện mà có thể qua tuần sau sẽ có được thuốc ngừa này, vậy thì khi nào cha mẹ, phụ huynh có thể gọi hẹn để đi chích thuốc ngừa này? Nếu mà theo cái lực trình nói như vậy, chúng ta nhìn thấy hổm rài. Những cái chỗ nhà thuốc Tây và những chỗ phòng mạch của bác sĩ chưa có thể nhận những cuộc hẹn cho tới lúc và phải đợi họ check đâu ra đó rồi, đồng ý đưa ra thuốc ngừa này rồi thì mới nhận được những cái hẹn và chích thuốc ngừa. Có lẽ là vào bữa thứ ba tuần sau mới được hẹn để đi chích thuốc ngừa. Hoặc là bữa thứ tư vào buổi sáng thì cha mẹ, phụ huynh có thể gọi hẹn để đi chích thuốc ngừa cho mấy đứa nhỏ. Hoặc là sẽ đi vô trong mấy cái chỗ nhà thuốc Tây, có thể là đi vô trong đó sẽ được chích thuốc ngừa ngay lập tức. Thì có nhận walk-in, có nghĩa là đi thẳng vô thôi, cũng không cần make appointment.